Hello các anh em, chào mừng các anh em đến với Đảo Rồng ngày thứ 670 à. Ngày hôm qua là 669, hôm nay là 670. Ok, 30 ngày nữa thì mình được 700. Và thêm 30 ngày nữa, 2 tháng nữa là sẽ tròn 2 năm. 2 tháng nữa là sẽ tròn 2 năm chơi game. Ok, vào coi những cái nhiệm vụ anh kích TTN Tony. Ai biết sắp tới event có con Divide với hệ gì không? Ok, kích luôn hả? Còn sao? Cái làm nhiệm vụ không mà kích, có chiến lan không mà kích người ta vậy? TTNT có chiến lan mà chỉ có nam H này là hình như là thằng tài hay gì đó hay gì đó, nó là sao đây, mới vô hay gì mà sao chiến được. Từ từ rồi anh sẽ xem xét nhé. Còn bây giờ thì trở lại nhiệm vụ. Perfect hit 16. Hiện tại thì con rồng tuần mình cũng vẫn chưa like ra, và con rồng tháng thì chắc ăn là chưa ra rồi. Còn cái vụ mà event đó thì còn hình như khoảng 8 ngày nữa là event của hệ Divide nó sẽ có, chắc có mấy con cũ quá, hoặc là sẽ có con mới. Mấy con cũ trước như Trương Tâm Phong nè, rồi Na Cha, rồi thêm giống như Zeus nè, Hades nè, Poseidon nè, nhóc hết mà mình không có con nào hết trơn, chỉ có được cái hai con nó cho thôi. Những cái nào mà máy nó cho thì có, còn live rep với làm những cái event sự kiện của nó là không có được, không được gì hết. Live viết mình thấy chán luôn, chán nản luôn, live không có ra nó buồn. Xong nhiệm vụ. À quên, hiện tại thì mình đã du lịch xong và đã về nhà rồi. Bây giờ trở về căn nhà yêu dấu thì làm clip nó thấy là rất là thoải mái, không có bị quấy rầy nhiều. Ngày hôm qua thì làm còn đang ở Vũng Tàu, con cháu thì nó rủ ghê đi chơi tùm lum tùm la hết, bởi vì làm lẹ lẹ không. Xong chị tìm kho báu luôn. Chiến 7 bí kíp võ công, 7 bí kíp võ công battle. Bốn giờ nữa hình như là mới la mới tới ấp trứng vậy, mà thất bại rồi. Chắc mình cũng sẽ like lại thêm một lần nữa rồng tuần á, không được thì chuyển qua rồng tháng lại, rồi đợi con rồng tuần tiếp theo. Tuần tiếp theo là tuần thứ ba rồi, tuần thứ ba trong tháng rồi, đáng lên mới được. Nãy giờ quên trời, cái gì thay đồ mà nãy giờ quên.
chặn này nữa là được 5 chặn, 2 chặn nữa là được 7 chặn. Hai chặng nữa nhiều một chặng nữa, một quyển bí kíp nữa. Ok. Có cà nước đó cháy gì, nước gì uống. Ra lem 15 perfect hit. 15 perfect hit là nào đây? Token 2 mỗi vàng. Bet 18 con. Tiếp tục đi. Perfect hit đi. Perfect hit là kiếm bí kíp vô công đi. Kiếm bí kíp vô công. Lần đợt này sẽ tới con Chibon. Tất cả đều vô thì con Chibon cho nó lên level 80 mới được. Ba bơ ba bốn mươi chiếc nữa. Con ăn ý bao không à? Bánh canh 45.000 một tô. Phở 45.000 một tô. Ý trả hết. Chưa tính ăn uống này kia tôi lưa học dừa thêm nữa. Tấm hiển nha, tấm biển ngàn qua sặc cũng chết luôn. Tấm chiều không không đánh sáng, không đánh sáng nữa mà thấy thôi thằng biến quá, thấy làm biến rồi. Thì bởi vì mới giả bộ làm vậy đó. Mày không hiểu gì chưa nữa. Tắm thì tắm buổi chiều không đánh nó ớn lạnh luôn, không đánh nó khô vô bờ rồi bắt đầu nha bị sạc, bị sạc vô con muối nước biển vô mặn chát của họng hoài. Tắm hồi cái đòn bảo vệ gì của nó đó, nó hú còi, có nó hú còi ở đâu cho tao tắm nữa, tối quá đó, thấy tối rồi đó, 7:30 gì đó nó hú còi ở đâu cho tắm nữa. 2 3 ok, làm luôn, tiếp tục cho ăn. Quan trụ làm luôn, đi tìm cái báo quốc gia. Spin gương vàng đi con, gương xanh cũng được. Ghim thầy ơi, một ghim một luôn, đậu xanh. Thank you.
lem luôn. Thu 96k vàng. Tiếp tục chị tìm kho báu. Đây chị tìm kho báu. Pin 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 giá kiếm được mảnh ghép nữa coi tàn. Đậu xanh mảnh ghép, mảnh ghép đi con. Có mảnh ghép nha. Rồi luôn, không có mảnh ghép luôn. Nhỏ luôn. Ok. Lem luôn. Token, 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 token. A trend. Hai mẫu vàng đi, chiến hai mẫu vàng đi. Chiến mẫu vàng xuống trên cho nó tiền nhiều mới được. Đây. Diều tiếp. Một mẫu vàng đã xong. Ok, hai mỏ vàng xong. Dứt tiếp luôn, chính quyển luôn. Dứt chính quyển. Thu tiền đi. Dứt chính quyển. Con rồng của mình, power của nó là gì? Sử dụng luôn. Cái câu là gì vậy? Giảm giờ hả? Câu quảng cáo đi. Câu quảng cáo thì mình sẽ trước khi câu quảng cáo phải tắt tiếng, sợ nó bị bản quyền nữa. Quảng cáo gì ạ? Cài đi, nhanh nhanh là được rồi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok baby. Em like dòng từng trên chục lần mà chưa ra. Nên rem mình. Nên rem mình kìa. Ok. Nửa tiếng. Yeah, còn 3 giờ mà nữa. Đây là lem này coi. Qua bên đây, Hero Mod. Hero Mod. Keep, be keep với con mình Hero Mod nhiều. Art starts battle. Bảy trăm sáu mươi triệu. 760 triệu. Vô Enchant Arena đó. Vô chiến kiếm kiếm đá tầng sau đó.
cái dọc con này đi qua 80, cái mình sử dụng thêm cái lá cây để tiếp thêm sức mạnh cho nó nhân 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 hai nhân ba sức mạnh gì đó, nó quýnh gần được 1 triệu 1 tỷ, con melon quýnh ra được gần được 1 tỷ rất là đã, quýnh được 1 tỷ phải ngang ngửi mấy con hệ lò đá gì đó. Chặn tốn 18 chi xét nghèo luôn, tốn xong 18 chi xét mình là nghèo luôn đó. Vẫn tiếp tục ok, tiếp tục và coi như chặn 8 mà còn chặn nữa, một chặn nữa thôi, một chặn nữa thì vào mỏ vàng quýnh luôn. Ngủm ok, 9/9 da lem luôn. Lên tiếp thu 17 quẻ ca vàng. Oh yeah luôn. Lem luôn. Token. Bắt đầu bet đi, bet 18 em. Rồng đầu bếp. Rồng đầu bếp nhìn đá chứ. Gồng mưa nè, gồng mưa suốt. Chim bi câu kè luôn. Chị tìm cô báo còn, vẫn còn một cái rút vàng hay là xanh gì đi, kiếm ghim coi. Ôi, chút xíu là được rồi, xíu nữa là quà xanh trả ác ôn thiệt chứ. 1 2 ác ôn quá đi. Ok, lem luôn, tiếp tục bet 21 em, bet 21 em.
Ok, đủ 21 luôn. Cái gì vậy? Chen đi. Arena đây rồi. Một hồi hỏa chiến bí kíp. Entrance Arena 1458 1458 Melon Melon Guardian giúp. Sáu mươi sáu luôn, ra đi anh dứt liền tầng phòng của nó đó. Ta đớt ai ai ba lần đậu phòng đậu 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 phòng là mình dùng lá cây nè, cái công phá sẽ lên là đấy 947 triệu bảy mấy đấy. 1 tỷ đấy, là 1 tỷ luôn, quá mạnh. Mới có một trận mà mất hết hai em rồi, ổn thiệt luôn. Lên 5/5 luôn. Nãy yếu vô mạnh quá vậy. Một 504 giấc. Mấy này cho nó chết rồi, cho nó thấy mạng. 37 lấy 45 giấc. Venom thằng Nga tỷ tỷ nè. Nga tỷ tới con gì đây? Gì giống Divicon nữa. Có rồng mới nữa. Này còn mới mới nè. Thì nơi của này là quan công nè. Cái này là quan công nè. Cái này là con quan công á. Nhị lên thằng. Cái con gì cũng rễ cây chứ. Yeah. Đi vào 45 mà căng tim đã dữ. Một bốn sáu một. Let battle. 40, 45. 45 giúp. 46 cho alien. 38 giúp luôn. Một trận này nữa là mình sẽ được 3 trận rồi đấy. Mình sẽ ra lem luôn. Độc tố. Đi chờ mạnh dữ rồi. Đậu phộng thiệt chứ. Lấy Venom. Venom dứt. Hai đứa hy sinh. Dẻo. Yeah. Đủ ba chặng.
Token luôn. Quên nó coi nhiệm vụ ngày. Trên một em. Chính con nào em đá đá gì trên này không? Trên rồi rồi một con nữa thôi. Dạ ý em 3/6 token luôn. Một mình melon căng tim. Đã uống cũng chưa đủ. Lem lem xong token tiếp. Xem quảng cáo không? Xem luôn. Quảng cáo cái gì thế? Chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một không. Ok. Em get all chính biết kiếp được không?
Nhưng khi chiến chính biết tiếp thì lem liền thu vàng hết. Nghe chưa? Một trận nữa mới được 5/5. Sẵn là chiến hết luôn cái đây. Chibon Venom Varian Dứt cái này là đất dư phơi gì đó. Rồi dính cháu dính cháu bờ phát yêu liền yêu hai con yêu nghiệt này, hai yêu nghiệt thì nó có độc tố 56. Rồi máu thuộc vào đậu phòng ăn năm Việt Nam trận cuối đậu phộng mướp rậu ôm thì vừa thì đây luôn vừa luôn ngoài máu vừa liền hai cái yêu nghiệt này. Sáu mươi chín rồi mình nhẫn đời mà đi đại lóc xấy tình yêu hầu về xong luôn game no game luôn. Quen còn hết rồi trở lại với bí kíp cho công. Ồ chưa cho con cho con Chibon ăn luôn cái đó. Chibon nó nằm ở đâu rồi đâu phộng như này, Chibon nó nằm ở đâu không biết luôn. Cái phẩm di chuyển nó chỗ nào à? Đây
một hai, được hai là ngang, hai là ngang nữa, mình sẽ lên level 73. Giải quyết nhanh gọn lẹ, đọc số, hay chặn quá mà. Bảy trăm bốn mươi sáu triệu, nó 760 triệu rồi. Ok, hát tẹt liền, độc tố infection quá mạnh, không gì có thể kháng cự nổi. Thú về xong luôn. Rem tiếp tục 8 trận nữa. Sử dụng hết xét luôn. Sử dụng cho đã luôn, còn 1 2 3 4 5 6 6 trận. Còn 6 trận nữa là tương đương 12 tia xét. 12 tia xét. Nhưng 760 triệu, 568 triệu.
cầu 774 triệu luôn. Ok đủ luôn. Đủ hai trận rồi, qua một trận thường nữa là còn ba trận luôn. Thêm một trận nữa. Qua mép thường. Ok xong hết. Ta một trận nữa. Còn một trận nữa sẽ rời xa. Ờ 20 tỷ xét. Tám ngày 22 giờ nữa. À quên, kiếm điểm lan đây, lan đây 28 điểm lan. Tiếp tục tiếp tục. Đổi nha, đổi con chi vo nắm cho mà. Đấy, chi vo một hết. À, 18 làm tiếp. Trận cuối. Rồi coi như xong hết rồi. Thank you.
gần tuần mình lái hoài không ra, tức thầy có thôi với coi, coi cái này là xong đi. Coi như nhiệm vụ của ngày hôm nay thì đã làm xong hết rồi. Và tình hình thì gồng tuần và tháng thì vẫn chưa lai ra. Thì ngày mai thì sẽ cố gắng tiếp tục. Ok, bây giờ thì chúc mấy anh em có buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Mình cũng up lại video rồi ngủ thôi. Đuối rồi, đi chơi bữa nay về đuối rồi. Bye bye trước. Hồ tiếng. Oh yeah. Rồi còn 2:42 nữa, một chút 2:00 cái em thức rồi. Ủa 2 tiếng nữa hả? 11 giờ đêm chắc ngủ mẹ rồi. Kiếm một em nào làm cảnh đại diện chơi coi. À, không có gì làm ảnh đại diện thôi. Như vậy tắt máy 251-500. Nó không có cửa nữa. Đậu phộng. Ok. Bye bye.